Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh ẩm thực Kim Hằng của mình nha. Hôm nay mình sẽ đi bẻ sake nè, về làm một món rất là ngon và dễ làm nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng đi bẻ sake với mình nha. Let's go. Cây sake này nó hơi cao nhưng mọi người muốn ăn là hơi cực một chút, phải dùng móc với giật tới á, chứ nó không có thấp lùng. Và một em sau một hồi giật giả thì cũng được mấy trái sake nha mọi người. Ngủ không à, bây giờ mình về mình sẽ chế biến nha. Được 4 trái. Sake nha mọi người. Trước khi gọt mình cho trái chanh vào cho nó chấm cái miếng sake á, cho nửa trái chanh vào. Sake nhiều lắm luôn á. Mà riêng cái vườn nhà mình muốn ăn sake là phải cực vậy đó. Cái sake nó bự quá chừng bự luôn. Anh lấy cái móc giật chứ đâu có chèo hái được, mình đâu chèo cây được đâu. Sake mũ nhiều lắm. Mình đã gọt vỏ xong á thì mình chẻ đôi chẻ ba vậy nè mọi người, cái mình chắc vô trong nồi mình đem đi luộc. Nhưng mà mình luộc á thì mình sẽ không đổ nước mà mình sẽ dùng sữa tươi. Đây á là mình dùng sữa tươi có đường nè mọi người, mình sẽ đem đi luộc. Chế xăm sóc thôi, sake nóng nó cũng mau mềm lắm. Ở đây mình dùng một bịch sữa tươi có đường nữa mình luộc nha mọi người. Và cho thêm một miếng muối, cho ít muối thôi, dằn thôi. Sau đó là đem đắp lại, bắt lên lò thôi. Sake bây giờ mình đã luộc chín rồi nè nha mọi người. Nếu mà trong quá trình đổ một bịch sữa mà không đủ, mọi người có thể chêm tí xíu nước cho nó mềm miếng sake á. Đổ ít thôi nha, sake nó mau chín lắm. Bây giờ mình sẽ quét sake ra nha. Sake này dẻo lắm luôn á. Nấu với sữa tươi á, nó thơm mà nó béo. Sake bây giờ mình đã quết nó mịn rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ cho đường vào. Mình cho... Mọi người thích ăn ngọt thì có thể cho ngọt. Còn mình này thì thích lợ lợ, mình cho 2 muỗng đường đi. Mình quết chung với đường. Sake mọi người quét một hồi á thì nó sẽ dẻo lại chứ không phải là nó sẽ dẻo lại á. Mình sẽ cho bột chiên giòn vào đặng mình nhồi nha mọi người. Mình cho từ từ vào đặng mình nhồi nhé, chứ mình đừng có cho một cái một. Bây giờ mình đã nhồi thành phẩm nè nha mọi người. Đó, bột sake. Bây giờ mình sẽ dò lại và chiên nha.
mình sẽ như vậy nè, rồi mình thả vô chảo dầu chiên. Cái bao tay này nó dính díu ghê luôn mọi người. Cái này mọi người mình trở qua trở lại như nè, nó chuẩn bị giòn rồi nè, nó đã vàng một bên rồi. Bây giờ đã vàng rồi nha mọi người, giờ mình sẽ vớt ra cho vào giấy dầu hút dầu nha. Giấy tập chứ không phải giấy dầu. Nó hút dầu nè. Đó nha. Người ăn sake chiên với mình nha. Cái món này là chế nó có hơi lạ lạ chút nhưng mà chắc có lẽ là nó sẽ rất là ngon. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với mình nghe. Ăn thôi. Bẻ ra ở trong vậy nó vậy nè mọi người. Thơm lắm. Lúc mà mình luộc á bằng sữa tươi á, cái sao kê nó rất là thơm với là nó rất là béo rồi. Xong đến khi mà mình đem chiên với bột chiên giòn thì nó giòn với lại nó ngọt ngọt của đường, nói chung rất là hấp dẫn. Ngon lắm luôn á. Món này mình mới sáng tạo thôi nhưng chắc có lẽ là ổn. Tại vì nó rất là ngon. Mời mọi người nha. Mời mọi người miếng thứ hai nha. Hấp dẫn quá à. Nó giòn giòn, bé bé. Nói chung là nó tuyệt vời. Ok á, lúc này nó đang vào mùa mọi người. Trái á thì xum xê luôn, nhà mình trái nhiều lắm nhưng mà dạng giống như mình không có xịt thuốc á, thường thường là sẽ bị sâu bệnh này kia nhiều lắm. Nhớ kê thường thường là mình thấy người ta sẽ đem đi nấu kiểm nè, em luộc nè, rồi sau đó sẽ em chiên, nhưng mà chiên theo kiểu kia chứ không phải chiên giống như vậy. Vậy thì nó hơi, mình mới sáng tạo thì nó hơi khác một chút xíu nhưng mà nó rất là ngon đó mọi người. Món này á tuy nó lạ nhưng mà nó rất là ngon, mọi người làm ăn thử đi. Tại vì á, nói chung á là ở dưới vườn như tụi mình nó thường thường phải sáng chế ra cái này cái nọ đặng giống như đặng cho nó dễ ăn á, chứ cứ mình ăn hoài có một món là như sake nấu kiểm hay là sake luộc này kia thì nó sẽ rất là nhàm chán. Nhưng mình phải sáng tạo thêm một chút xíu đó mọi người để mà lạ miệng, và mình nói chung là cho nó ăn được nhiều chút xíu, mọi người không biết diễn tả sao nữa. Nhưng mà mình mong cái video này sẽ được mọi người yêu thích và mọi người ủng hộ mình nhiều hơn nha. Và bây giờ thì xin chuông nè, like nè để ủng hộ mình nha mọi người. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.